Rồi còn 4 giây, sắp được không cái rồi đó. Rồi 1 phút. Trời ơi 1 phút. Cái chân vẫn bình thường nhưng mà em lùi lùi ra, tại để cái người chỗ này thấp thấp một tí. Cái người em hiện tại phao câu giống hơi cao. Đó, à, đó, đó, vậy nè, đó. Anh thích cái vị trí này nha. Không. Ừ. Đúng rồi. Vô. Giữ lại lâu lâu một tí nè, chỗ này lâu lâu một tí nè. 10 giây gian lên. Còn tự đúng mình chọt xuống dưới tới đất luôn nha, chứ phải chọt hai tấc nha. Thì nó là lower body. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta kết hợp personal. Bụng mà. Personal. Rồi. Tập bụng. Rồi ok, tập đi. Rồi, lên. 1 2 Rồi. 3 4 5 8 cái nha. Wow. 6 7 Rồi, 8 Rồi nằm xích lên tí. Okay. Làm con chó lẹ. Rồi chân. Phải. Chân, cái chân này. Rồi. Để đây nha, vị trí nhớ ghế là nằm đây. Rồi cái tay để đây. Cái tay để dưới đây nè. Đó, đúng rồi. Xong. Rồi đá lên. 1 Thẳng chân nè, thấy không? 2 Rồi ok, tốt. Bây giờ cái đá xéo, một chân để bình thường. Rồi cái chân này nè. Đá xéo qua đây đúng. 2 3 4 5 6 7 8 Rồi. Đây này. Rồi cái đá xéo qua đây này. Lên 1 2 3 4 thả phần dưới đi, giữ đây, cong cong lên, rồi giữ luôn, gồng chân lại giữ phần trên cân bằng bình thường, gồng này lại nè, rồi gồng nha, ok, a few moments later. Gắng 5 giây nữa đi. Rồi. Tới cái này để thả lỏng, tới cái này. Bật này lên. Rồi giữ. Không giữ cái đó, giữ cái đây nè. Gồng lại giữ. 30 giây nữa không ta. Bữa nay nhá hàng làm rau thôi nha. A few moments later. Rồi ngã ra, thả ra. Nani? Đừng có tự tin, còn nữa, đừng có tự tin. Nằm sấp lại. Đó. Nằm sấp bình thường thôi, em chưa nằm sấp bình thường thôi. Nằm giống như ngoài bãi biển vậy đó. Thả lỏng đi. Ok. Thả lỏng nha. Đó, nằm sấp lại. Rồi. Cái tay không phải vậy. Cái tay nằm sấp luôn, ngẩng cái phần này lên. Rồi hai cái tay gian ra vậy nè. Không gian đẹp đẹp tí. Đó. Rồi cái chân. Rồi. Ráng nha, anh buông ra nè. Đó. Đau chỗ này mới đúng. Rồi ráng đi. Ráng đi, bật đồng hồ. Nè, 10 giây. 10 giây gắn lên. 10 giây. Cánh chim hải âu trên bầu trời. BBT. 15 giây luôn rồi. Tốt. Rồi thôi. Thả lỏng thở dài đi. Thả lỏng thở dài dây đi. Thở luôn phải không? Rồi chống. Lăn. Giờ biết rồi đó. Lăn.
nhổng mông lên. Nhổng mông lên lăn. Lăn kỳ vậy? Ờ đó. Rồi vớt cái chết reset lại. Ê ê. Rồi vớt. Cùng ơi, 30 giây đạo cầu. Việc nhẹ lương cao. BT làm này sướng lắm. Nói việc nhẹ lương cao, khách tập sau kệ khách ra. Khách tập sau kệ khách ra. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Rồi, 15 giây rồi đó. 15 giây rồi đó nha. Ráng 30 giây thôi, bữa nay bài đầu beginner đồ. Đó. Beginner đồ, nhẹ nhàng thôi. Rồi, ráng 45 giây luôn đi. Nay có đi vào cao sung người ta. Nay có trao vào cao sung người ta. Phút nổi không? Rồi, ráng 1 phút đi cho hung cái. Rồi, còn 4 giây, sắp được hung cái rồi đó. Rồi, 1 phút. Trời ơi, 1 phút. 1 phút, ok. Rồi, chưa hết đâu, sai lăn, nằm nghiêng qua bên. Cái này là cái phô câu đó hơi bị nặng nè. Này là phô câu đó hơi bị nặng nè, nằm nghiêng. Đúng rồi, nằm nghiêng rồi. Không có nghỉ luôn hả sao? Không có nghỉ cái gì đâu mà nghỉ. Rồi, cho nghỉ 10 giây. Sao nãy sung lắm mà. Liên tục cái này nặng chứ bộ. Ờ, thì rồi vậy chứ sao? Tao nói tập personal mà. A few moments later. Rồi, nhanh đi chứ tập một round thôi, mất tập nhiều đâu. Tập một round nhá hàng thôi. Rồi, nhổng phố câu lên. Nhổng phố câu lên. Nghiêng lên, giật. Hai cái chân cũng cần để gì đâu, để cái trước cái sau cũng được. Đó vậy nè, ừ để cho nó khỏe cũng được. Rồi. Nhưng mà em tầm không có đúng. Trời ơi, khổ người phố câu nặng. Bởi gì? Bởi gì? Bởi gì? Chú ở đâu? Ngồi vậy đi. Chú rút chỗ nào vậy? Ở đây hả? Trời, chú rút đâu lòng bằng chân vậy? Hôm nay bỏ giày ra cũng được. A few inches later. Rồi dứt. Ráng đi. Đó. Rồi cái tay kia. Nhưng mà người sao cong vòng vậy? Hả? Cái chỗ này nó sai nè. À, cứ lên đi, anh chỉnh cái người này cho nó ngay rồi. Nè cái chỗ này nè, nó gan trước tí đi. Chống nha, thăng bằng nha. Ê, nghiêng nghiêng cái này nè, nghiêng cái này qua trước, đúng rồi. Nặng ha. Nặng ha, thấy chưa? Lên bò xuống ruộng rồi đó. Oh no. Thôi không sao, nhiều khi bên này yếu đổi bên. Đổi bên, còn không thì nhiệm vụ của anh là 10 ngày anh sẽ tập cho em sai plank tốt. Dữ mà, sao nổi. Nè, vô. Nè, cho cảm giác giả tạo, rồi sai răng đi. Rồi ok. Tập này chắc được nửa tí nữa phút luôn á. Anh buông ra đúng không? Nó giờ đỡ đỡ hơn rồi đó không? Rồi cái tay này chim con bướm xinh, con bướm xinh. Nè, cao bên đây đi. Rồi thôi được rồi, 15 phút vậy tốt rồi. À, cho em biết là ngoài tập cơ động ra đã còn cơ tỉnh nữa. Rồi nằm ra. Không cho nghỉ, sao cho nồ là không cho nghỉ luôn á. Rồi cầm thẳng thẳng chân ra thôi. Đúng rồi. Rồi. Đẩy lên. Ok. Khép cái tay vô. Không phải. Ờ, đẩy lên. Rồi, tập chừng 5 cái thôi. Tập chừng 5 cái thôi đó. Đó. Rồi xong rồi thẳng lên nhà luôn nè. Rồi, đập vô. Tới đây, búng lên. Đó. Búng lên. Đúng rồi, búng lên. Đúng rồi, búng lên. Tập nay show trình thôi, tập vài cái nè. Cho biết anh dữ không à. Show chiêu thôi. Rồi, rồi ok. Trong gym á, hạn chế cái tướng nằm mà thẳng cái giò vậy nó khiêu gợi quá. Ừ, nó vậy đi. Cho anh tập trung chút em. Kiếm cơm thôi mà. Rồi lên. Dứt. Chá. Ok. Kéo lên. À, tập lưng giống nãy vậy đó, nhớ chưa? Nhớ cái bài tập lưng giống như vậy nè. Nhớ tập lưng với ngực. Đó. Ok. Rồi ok. Rồi nhớ trong đầu memory chân đá lên luôn.
Xíu. Đó, đẹp, 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 trình cao. Đó. Ok. Đó. Trời đất ơi, trước khi gặp anh em có nghĩ là em làm được này không? Hả? À. Nếu gặp anh sớm, đời em đã khác nhiều rồi. Nani? Đó. Nà. Nà. Rồi, anh giúp cho cái cuối nè. Rồi, rồi để luôn. Rồi, gán cặp người lên tí đi. Ok. Nó ra cái form này giữ nè. Trong vòng 3 giây cũng được. 3 giây thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bôi đâm da si quắc. Giỏi quá em, đã làm được cái bài holo rồi đó, thấy chưa? Em thấy không, hồi nãy cách đây chừng 3 phút thôi em chặt cho dụi té lên té xuống, mà bây giờ nó làm được cái bài holo rồi đó. Bài holo là một cái bài khó cho mình đó, không không em thề anh có 1 tiếng hồ hôm nay em lên trình quá trời luôn. Thôi giờ sẵn tiền còn bài lăn nữa, thử cái này nổi không. Không phải lăn kiểu bình thường thôi. Xa xa cái chân ra chút. Không phải xa cái chân vậy mà là vậy nè. Cái chân vẫn bình thường nhưng mà em lùi lùi ra tại để cái người cho này thấp thấp một tí. Cái người em hiện tại phô câu giống hơi cao. Đó, à, đó, đó, vậy nè, đó. Em thích cái vị trí này nha. Cái vị trí này vị trí ok. Rồi gác, gồng, tập trung. 1, 2, 3, có gì đè lên lưng nặng quá ta, phải không? Ừ. Tại cái này nó lắc rớt là phạt nha, cái này phải im, không có lắc rớt cái bầm ta. Có nhiều 6kg chứ nhiều. Rồi. Anh thấy nó lắc lắc là nó sắp theo rồi. Cố lên. 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 Tốt. Tốt, 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 tốt rồi thôi. Dậy, dậy, dậy. Dậy, sắp gà dậy. Muốn sắp đi sắp. Uống súp đi gà. Súp gà này. Ok, tốt. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.